Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý của siêu thị Hàn Quốc Cora 24 giờ. Và với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam thì Cora 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ các nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo như là, bảo vệ cũng như cải thiện được sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm mà rất cần thiết cho gia đình các bạn, đó chính là viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiệu của Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là sản phẩm của chúng ta. Nó được sản xuất bởi công ty dược phẩm Bio và một hộp thì là gồm có 120 viên. Vâng, vậy thì lý do gì mà Ngọc Hoa lại um, nói rằng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu là một sản phẩm rất cần thiết cho các uh, cho gia đình của các bạn và công dụng của nó là gì thì sau đây ngọc hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe luôn khi các bạn sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu nó không chỉ giúp các bạn tăng cường về thể lực mà giúp các bạn tăng cường vào cả về sinh lực cũng như trí lực đối với những ai mà thường xuyên phải làm việc trong môi trường căng thẳng áp lực cao hay là làm việc cho lao động trí óc với cường độ lớn thì thần kinh của chúng ta thường xuyên bị căng thẳng mệt mỏi lo lắng khi các bạn sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu sẽ giúp các bạn giảm căng thẳng mệt mỏi lo lắng giảm stress giúp các bạn an thần và tạo cảm giác thoải mái Đối với những ai mà vừa mới phẫu thuật xong thì khi chúng ta sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiều sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng. Không chỉ là với người sau phẫu thuật mà còn với người già, người mới ốm dậy xong. Đặc biệt đấy là viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu sẽ giúp chúng ta tăng cường chức năng gan, giúp gan giải độc tốt hơn và làm mát gan, bảo vệ là gan của chúng ta khỏi các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là từ các thành phần trong những chén rượu mà chúng ta uống, những ly rượu mà chúng ta thưởng thức vâng uh, vậy là các anh uh, con trai thấy mình là nên sử dụng viên đạo hồng sâm linh chi nhung hiêu rồi đúng không ạ bởi vì các anh thường xuyên phải gặp đối tác phải tham dự các cuộc họp những cuộc tiếp khách vậy thì những chén rượu và những ly rượu hay là uh, những cốc bia mà chúng ta uống vào nó sẽ làm ảnh hưởng là gan của chúng ta rất nhiều À, chúng ta nên sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu để bảo vệ lá gan của chúng ta và giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn ngoài việc bảo vệ lá gan thì khi các anh sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường chức năng thận bố giúp bổ thận và tráng dương đối với những ai đang gầy yếu và muốn mình uh, có thể tăng cân có thể ăn ngon hơn thế thì khi các bạn sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung yêu nó sẽ kích thích làm sao cho hệ tiêu hóa của chúng ta vận hành tốt hơn nên tạo cảm giác ngon miệng khi ăn và tạo cảm giác thèm ăn dẫn đến là khi mà hệ tiêu hóa của chúng ta hấp thụ tốt hơn thì chúng ta chắc chắn là sẽ tăng cân rồi ạ vâng và với chị em phụ nữ thì khi chúng ta sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu sẽ giúp chúng ta duy trì một làn da tươi trẻ sáng bóng giúp chúng ta uh, da chúng ta căng hồng nhờ cái thành phần trong nhân sâm có ở trong viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu và uh, nó sẽ giúp chúng ta chống lại chứng mệt mỏi khi chúng ta đang ở thời kỳ mãn kinh và ngoài ra thì viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu còn hỗ trợ tốt cho người bị rối loạn tiền đình, người bị suy nhược thần kinh tim và nó còn chống sung huyết dạ dày tá tràng. Đặc biệt đối với người cao tuổi ạ, chúng ta thường mắc các bệnh đáng trí hay quên, hay nghe không rõ và đi đặc biệt là đi tiểu đêm đúng không ạ? Một đêm có thể các bác có thể đi tiểu đến 3 4 lần. Vậy thì khi các bác sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu nó sẽ giảm thiểu các cái chứng bệnh của người cao tuổi như là tiểu đêm, suy giảm trí nhớ, bị đáng trí, mất trí và có thể trần trọc khó ngủ. Vâng, vậy là toàn bộ công dụng của viên đạm hồng xâm linh chi nhung hiêu mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho bạn nghe. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu của Hàn Quốc một cách đúng đắn nhất, chuẩn nhất thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn với các bạn luôn nhé vâng đây chính là hộp uh, sản phẩm viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu của hàn quốc uh, của công ty dược phẩm bio và các bạn có thể nhìn thấy có một lá cơ hàn quốc phía bên trái kèm theo nữa đây là những giấy chứng nhận kèm uh, uh, cũng như là chứng nhận là sản phẩm được tập đoàn samsung bảo trợ uh, trọng lượng của cái hộp đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu này nó chính là 120 viên và mỗi viên nặng 830 mg. Các bạn có thể nhìn thấy những củ hồng sâm nhung hiêu và linh chi ở phía bên phải của hộp. À, phía mặt đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được thành phần cũng như là mã vạch để chúng ta có thể check. À, ở đây bạn sẽ đọc được là thấy các thành phần saponin RG1, RB1 và RG3 chiếm tới 1,54 mg trong mỗi một viên và hai bên đầu uh, viên cái hộp đựng đạm hồng sâm thì được đặt trong một cái túi ni lông nhé các bạn nhé và hai bên đầu của túi gấp thì đều có tem niêm phong của nhà sản xuất bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc cái tem niêm phong này ra nhé đây. À, như các bạn có thể nhìn thấy bên trong của hộp cũng sẽ có tem niêm phong nữa đây, Tem niêm phong hai đầu đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây Và giờ Ngọc Hoa cũng lại bóc tiếp Tem nó rất là chắc các bạn Đây Các bạn có thể nhìn thấy bên trong một hộp là 120 viên Nó gồm các vỉ như thế này ạ Mỗi một vỉ là sẽ có 5 viên và chúng ta sẽ uống như thế nào ạ? một ngày chúng ta sẽ uống hai lần, mỗi lần chúng ta sử dụng hai viên và chúng ta nên uống trước bữa ăn để đạt được hiệu quả cao nhất. À, chúng ta nên bảo quản hộp viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu ở nơi à, khô giáo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Và lưu ý là trẻ em à, dưới 18 tuổi cũng như là phụ nữ đang mang thai và cho con bú thì không nên sử dụng sản phẩm này. Vậy là Ngọc Hoa vừa mời giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên đạm Hồng Sâm Linh Chi Nhung Hiêu của công ty dược phẩm Bio Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi chất lượng là uy tín nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn dạy những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Điều thứ nhất đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng tức là một ngày làm việc. Nếu như bạn đã ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng. Và tại Cora Shop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn 24 trên 24, không chỉ là về viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu mà còn về rất nhiều các sản phẩm Hàn Quốc khác mà bạn đang quan tâm. Cũng như là về các chế độ dinh dưỡng ăn uống và tập luyện như thế nào để phù hợp nhất với sức khỏe của các bạn. Điều thứ ba đấy là trước khi thanh toán tiền thì các bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Điều thứ tư đấy là siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mà bạn nhận được hàng rồi. Nếu như bạn đã bóc ra sử dụng mà bạn phát hiện ra hàng mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn đổ phép hoàn trả cũng như bồi thường tiền ngay lập tức. Vâng, vậy làm thế nào để các bạn có thể uh, sở hữu trong tay mình một sản phẩm rất hữu ích không chỉ dành cho bạn mà còn cho chính người thân trong gia đình bạn. Đấy là mùa hộp viên uh, đạm hồng sâm linh chi nhung hiệu Hàn Quốc thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba cách đơn giản sau. Cách thứ nhất là các bạn hãy gọi điện theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu làm sao cho đúng nhất và cũng như là các chế độ dinh dưỡng tập luyện như thế nào để phù hợp với sức khỏe và công việc của bạn hiện tại. Cách thứ hai là bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Ở trong phần mô tả ngọc có để một cái đường link ở đó và hãy kích vào đường link bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Tại đó thì bạn có thể đặt mua hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba là các bạn hãy qua ngay siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều phần quà cũng như chương trình ưu đãi đặc biệt. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn ba cách đơn giản để chúng ta có thể sở hữu trong tay mình một hộp viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu của công ty dược phẩm Bio Hàn Quốc. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Đi tìm hiểu thêm về những sản phẩm khác của siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ, các bạn hãy kích vào những video phía bên phải Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Cora Shop 24 giờ.